Vì thế ở đâu cũng có tốt và xấu, ở Trung Quốc cũng vậy, có người làm việc và có người không, tùy xem ai may mắn cưới được một người chồng đảm đang. Người khác thì không biết, đàn ông họ hàng bên vợ Việt Nam của tôi đều đảm đang, lo việc nhà, thậm chí có người còn giặt quần áo cho cả nhà. Đừng nói rằng tất cả đàn ông Việt Nam đều không muốn đi làm mà chỉ có phụ nữ làm việc. Điều này hoàn toàn không đúng. Dù ở đâu, đàn ông hay phụ nữ đều phải đi làm để có cuộc sống tốt đẹp. Bố vợ người Việt của tôi không làm gì khác ngoài việc đánh đập mẹ vợ tôi suốt ngày. Tôi đến từ Việt Nam, những điều họ đọc trên mạng đều không phải sự thật. Tôi chỉ biết đàn ông Việt Nam rất giỏi dỗ vợ, còn hết sức ủng hộ việc vợ ăn diện, làm đẹp và thường xuyên đưa vợ đi chơi. Người đẹp Việt đều sở hữu vóc dáng chuẩn, không béo là có lý do cả. Hãy nhìn vào những gì họ ăn là biết. Thức ăn của họ chứa rất ít dầu và nước, mới đến rất khó để làm quen. Đàn ông Việt Nam thực sự không mấy khi làm việc nhà, còn phụ nữ thì rất chăm chỉ. Rõ ràng hai người đều làm việc như nhau. Ta làm về nhà, nhưng việc nhà là của người phụ nữ, họ phải tự mình chăm sóc con cái. Trong khi đàn ông có thể đi chơi sau khi tan ca. Rõ ràng tôi biết ở đó có cái tốt và cái xấu, nhưng đàn ông Việt Nam thực sự rất hiếm khi làm việc nhà. Một người bạn của tôi lấy một người đàn ông Việt Nam và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tất nhiên, có việc thì làm. Nam hay nữ làm cũng không thành vấn đề. Đàn ông ở Việt Nam gần giống như đàn ông ở các vùng Quảng Tây hoặc Quý Châu Trung Quốc và ở một số vùng khác. Họ có thói quen uống rượu trong bữa tối. Thực tế ở đâu cũng có người lười biếng và người chăm chỉ. Chỉ có thể nói khí hậu ở Việt Nam khiến nhiều người không làm việc nặng được và khí hậu Việt Nam ẩm ướt, nhiều người mắc bệnh thấp khớp. Có lẽ hiểu biết của tôi chưa được toàn diện lắm vì vợ tôi là người Việt Nam, anh vợ tôi từ nhỏ đã rất siêng năng. Tôi cũng là người Việt Nam nhưng ở Trung Quốc, khi đến nhà anh rể thì anh ấy rửa bát, chị dâu nấu ăn, hai người cùng nhau làm việc nhà. Còn người chồng Trung Quốc của tôi chưa bao giờ nấu ăn, thậm chí anh ấy không biết dùng nồi cơm điện. Anh ấy thường mượn lý do rằng đàn ông Việt Nam cũng có bao giờ làm những công việc này đâu. Điều đó khiến tôi thực sự buồn cười. Ở khắp mọi nơi có những người khác nhau và những gia đình khác nhau và một số người Trung Quốc thích bôi nhọ người khác trên mạng. Tôi vẫn thích lấy chồng Việt. Gia đình người bạn này được coi là có cuộc sống khá giả ở Việt Nam rồi. Chắc anh ấy là người Trung Quốc ở nước ngoài đúng không? Nên mới chăm chỉ như vậy. Chứ tôi thấy đàn ông Việt Nam rất lười biếng, chỉ thấy phụ nữ làm việc thôi. Đúng, anh rể tôi người Việt Nam làm tất cả mọi việc, nấu nướng, giặt giũ, kiếm tiền, giặt quần áo cho vợ, vợ chồng quan tâm lẫn nhau. 10 năm qua, đàn ông Việt Nam thực ra không làm gì cả, ở nhà chăm con. Bây giờ Việt Nam phát triển, đàn ông cũng ra ngoài làm việc. Trên mạng có video người Việt Nam ăn cá sống, họ đến từ vùng nào của Việt Nam. 99% người Việt Nam không ăn món này. Tôi muốn bạn nói sự thật, người Trung Quốc luôn nói những điều không hay về Việt Nam trên Internet. Giống như đàn ông Trung Quốc, một số người cũng rất lười biếng. Có những người chồng tốt, cũng có những người chồng tồi, nhưng đa số đàn ông Việt Nam lại rất chiều chuộng phụ nữ. Chỉ là một số nơi thôi, không phải tất cả, đừng hiểu sai ý của tôi. Dù bạn ở đâu, cũng có những nơi tốt và nơi không tốt, cũng giống như nơi của chúng tôi, đàn ông quả thực có chút lười biếng. Một người đàn ông tốt không muốn người phụ nữ mình yêu phải làm việc vất vả. Người càng kém xuất sắc thì càng có nhiều lỗi lầm, đó là tình trạng chung của thế giới. Hãy cẩn thận, nhiều cô gái Việt Nam bây giờ đang bắt chước các cô gái Trung Quốc. Hãy cẩn thận, bạn sẽ không thể về nhà được nữa đâu. Người Việt Nam không nấu ăn thì ăn gì, lười thì ngậm miệng lại đừng ăn. Họ là con người và cũng phải ăn chứ. Trung Quốc là nước lớn, nhưng nhà cửa có thể không đẹp bằng Việt Nam. Người Việt Nam sạch sẽ chứ không như ở Trung Quốc. Đàn ông Việt Nam không làm việc thì đa số là đàn ông vô dụng. Phụ nữ Việt Nam có thể sống không chồng, nhưng đàn ông thì không thể sống thiếu vợ. Vợ là người quyết định cuối cùng. Người ta thường kể rằng đàn ông Việt Nam không cần đi làm, ngày nào cũng nhàn rỗi, có vợ chăm chỉ gánh vác, nói tuyệt vời làm sao. Ở đâu cũng có tốt và xấu, Việt Nam và Trung Quốc đều giống nhau. Ở thời đại này, đàn ông không làm việc chăm chỉ có ăn đất. Ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, phụ nữ cũng rất chăm chỉ và có thể làm bất cứ mọi việc. Đúng, không phải tất cả đều như vậy. Đàn ông tốt ở Việt Nam có, nhưng không nhiều. Bạn biết gì không? 10 chàng trai Việt Nam thì 9 chàng trai lười biếng. Bạn có biết điều này khi sống ở Việt Nam không? Bạn nói đúng,
Có người nói về Việt Nam chỉ cần kiếm được 1.000 nhân dân tệ là có thể kiếm được một người vợ tốt, nghe xong tôi muốn bật cười. Nếu là tình yêu, việc chỉ kiếm được 1.000 nhân dân tệ để cưới một người vợ là chuyện bình thường. Đàn ông Việt Nam uống rượu hàng ngày, lấy vợ rồi sinh con. Hàng ngày ở nhà uống rượu và chơi đùa, thay vì đi làm hoặc làm việc cho vợ và chăm sóc con cái. Chăm chỉ hay siêng năng thì cũng tùy người, nhưng không phải toàn bộ đàn ông Việt Nam đều lười, như nhiều người Trung Quốc nghĩ. Người bạn Việt Nam của tôi làm việc suốt ngày, có khi còn làm cả đêm. Phía trên là một số bình luận của netizen Trung Quốc. Người Trung Quốc đồn ác thế không biết, nào là chê đàn ông Việt Nam vô dụng, lười biếng, không chịu làm việc, nhậu nhẹt suốt ngày, tất cả mọi thứ đều để phụ nữ gánh vác. Điều này cũng không hoàn toàn sai nếu nó áp dụng vào một số người, chứ không phải nói tất cả đàn ông Việt Nam đều lười biếng. Trên thế giới này, quốc gia nào cũng như nhau, có cái xấu và cũng có cái tốt. Ở Trung Quốc, họ có chắc chắn được rằng 100% đàn ông Trung Quốc đều chăm chỉ hay không? Theo những người Trung Quốc bình luận phía trên thì cũng có rất nhiều đàn ông lười biếng. Một số con sâu làm giàu nồi canh, nếu theo định nghĩa của người Trung Quốc thì đàn ông nước họ cũng lười biếng. Người Trung Quốc thích áp đặt tư tưởng và suy nghĩ của mình vào người khác mà không nhìn lại bản thân đã tốt đẹp hay chưa. Theo một số người Trung Quốc phía trên đã nói, nếu đàn ông Việt Nam lười biếng thì lấy gì mà ăn, lấy tiền đâu để xây nhà cưới vợ, lười chỉ có cặp đất mà ăn thôi. Chỉ có những người đàn ông vô dụng mới lười biếng, chứ đa số đàn ông Việt Nam đều chăm chỉ. Đó là nội dung của ngày hôm nay, còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.